Khi phát hiện ra con uống rượu thì một vài phụ huynh phản ứng khá là gay gắt. Tiến sĩ đánh giá thế nào về việc này ạ? Tôi thì tôi nghĩ rằng là bố mẹ đấy là một trong những cái phản ứng không phù hợp. Bởi vì bản thân một cái người vừa uống rượu xong hoặc là đã từng uống rượu mà trở về nhà hoặc là bố mẹ phát hiện ra mà có những cái hành vi phản ứng rất gay gắt đấy, thì trong lúc đấy bản thân cái người con đó, cái người trẻ đấy, bản thân cái bản lĩnh sống đã kinh nghiệm sống cũng là còn hạn chế, có những giới hạn nhất định, mà lại có những cái chất kích thích như là rượu bia vân vân, rất có thể phản ứng lại của người con ấy cũng còn ghê gớm hơn, gay gắt hơn, cho nên tạo ra một cái xung đột rất là lớn giữa bố mẹ và con cái. Bố mẹ đầu tiên là kiểm soát cảm xúc của mình, trước hết phải dằn lòng mình xuống, phải bình tĩnh hơn, đợi cho lúc nào mà cái việc mà đứa con của mình ấy nó không còn cái ảnh hưởng của cái việc rượu bia nữa, tức là nó trở lại trạng thái bình thường, thì lúc đó mới phân tích, mới chia sẻ với con để cho con biết được cái lợi cái hại của cái việc là dùng rượu dùng bia như thế nào. Một vài phụ huynh thì lại phản ứng ngược lại, đấy là coi đó là chuyện bình thường và mới uống một hai chén rượu thì không phải vấn đề gì. Ý kiến của tiến sĩ về vấn đề này như thế nào ạ? Tôi luôn luôn khuyến cáo một điều, bất luận thế nào, dù bất kỳ nguyên nhân nào, thì cái việc uống rượu bia là không nên khích lệ các con, nhất là những người giới trẻ. Bởi vì chúng ta biết rằng là đất nước chúng ta là một trong đất nước có thể nói là được xác định là kỷ lục thế giới về tình trạng sử dụng rượu bia. Còn chưa nói đến chuyện là sử dụng rượu bia không kiểm soát về cái chất lượng, bởi vì những sự độc hại của nó. Cho nên là cái việc mà các bố mẹ, ông bố nào ấy mà đi khích lệ cho con bảo đấy mà là bản lĩnh ấy, thì tôi xin nói rằng là tôi không đồng ý với cái quan điểm tiếp cận đó. Một là im lặng, hai là bỏ qua. Tất cả những thứ đấy nó cũng đều bộc lộ lên một điều là không trực tiếp nhưng đang gián tiếp khuyến khích các con. Tôi cho rằng cái việc mà không nói gì với con, bỏ qua cho con và cho rằng đấy là chuyện bình thường, vô tình đã đang là khuyến khích con. Trong trường hợp mà con uống rượu thường xuyên thì theo tiến sĩ cha mẹ nên làm như thế nào để trẻ có thể cai rượu được ạ? Đầu tiên phải nhận cùng với con, bàn với nhau là cái chuyện là trao đổi với con, chia sẻ với con về cái tác hại của rượu và cuối cùng đi đến một cái quyết định của con là con cần phải từ bỏ để mà cai nghiện nó. Rồi sau đó mới bàn đến cái cách thức để mà cai nghiện như thế nào. Như vậy phải đương nhiên là phải có sự tự giác, tự nguyện của cái người con đó. Còn nếu chúng ta cấm, chúng ta đâu kiểm soát được suốt 24 giờ của con. Bởi vì con vẫn phải đến trường, con vẫn phải đi ra ngoài nhà. Mà lúc đấy làm sao chúng ta 24/24 để nó giám sát được. Và như vậy thì có thể con ở nhà con hứa là con bỏ đấy. Nhưng mà rời khỏi nhà rồi, con có thể lại uống rượu bình thường. Đấy là cái việc mà muốn thay đổi được cái thói quen đó để mà con cai nghiện được, thì bản thân con phải là người tự nhận ra vấn đề, tự giác thực hiện và nỗ lực thực hiện việc đó, thì như thế mới thành công được. Việc uống rượu không phải là uống rượu một mình mà sẽ uống rượu cùng với bạn bè. Và chính vì thế nhiều phụ huynh nghĩ rằng là con mình uống rượu là do bạn bè xúi bẩy, là do bạn nọ bạn kia chứ không phải là do con mình. Chính vì thế mà họ cấm con của mình chơi với những người bạn này. Phản ứng như vậy thì có đúng không hả tiến sĩ? Tôi nói rằng đấy là một cái phản ứng rất là tự nhiên, đúng không ạ? Cứ bao giờ cũng nghĩ là đổ lỗi cho người khác. Các bố mẹ nhớ rằng là khi con mình nghiện rượu thì lỗi đầu tiên thuộc về chính chúng ta, thứ hai là chính bản thân con của chúng ta. Tôi phải khẳng định rằng là đối với các con trẻ thì bạn, nhóm bạn mới là quan trọng nhất. Mà lại ngăn cấm để mà tách các con của mình ra cái nhóm bạn đấy thì chúng ta vô hình chúng ta sẽ đẩy con về phía đối lập với chúng ta. Và như vậy thì rất khó để mà đồng hành với con, rất khó để mà con đi theo những cái định hướng tốt của người lớn. Phải có một câu chuyện chia sẻ với con là việc chọn bạn thông thái mà chơi, để thế nào được thực sự là những người bạn để mình tiến bộ, chứ không phải là chơi với một nhóm bạn bè để mà cùng nhau dắt díu nhau vào những chuyện tiêu cực, vào những chuyện xấu, vào những chuyện là hư hỏng. Và ông bố trong các cuộc vui thì cho con uống rượu và nghĩ rằng là việc uống một hai chén thì không ảnh hưởng gì. Tiến sĩ đánh giá thế nào về việc này ạ? Câu chuyện của tất cả những cái người thích uống rượu và nghiện rượu ấy, nó đều có một cái xuất phát nó khá là giống nhau. Và cái xuất phát đầu tiên thường là xuất phát từ gia đình. Khi mà đứa trẻ còn rất nhỏ tuổi ấy, thì cái việc mà nâng chén, nâng ly với bố với mẹ thì sẽ tạo ra một cái sự rất là niềm vui, một cái bầu không khí trong một gia đình. Nhưng mà chỉ cần một vài lần như thế thôi thì đứa trẻ sẽ, bởi vì cái việc mà đứa trẻ nó có cái nhận thức lúc còn nhỏ ấy, nó tưởng rằng là những cái việc sẽ đem lại niềm vui cho người lớn, và vô tình những cái việc như thế nó sẽ đi theo suốt cuộc đời của trẻ, và trẻ nghĩ rằng là cứ mỗi lần uống rượu như này là vừa khẳng định được cái tạo ra bầu không khí, nhưng cái thứ hai cũng là gì ạ, tạo ra một cái vị thế của mình trong cái gia đình cũng như là trong cái nhóm bạn của mình. Cái việc mà bố mẹ cho con uống rượu vào cái những bữa ăn như thế thì tôi đã nói rằng là các bậc làm cha làm mẹ đã không lường trước được nguy cơ trong tương lai. Đấy là một sự nhận thức rất là đơn giản,
Và tôi còn có thể nói rằng là dùng từ mạnh mẽ hơn, đó là một nhận thức rất là sai lầm, nhận thức rất sai lầm của các bậc làm cha làm mẹ. Thường thì những ông bố sẽ là người đưa chén rượu cho con trong lúc mà họ đã ngà say rồi. Trong trường hợp này thì những người mẹ nên phản ứng như thế nào cho đúng ạ? Muốn khuyên can nhau, hoặc là muốn khuyên giải cho nhau, hoặc là muốn bảo ban nhau, muốn góp ý với nhau, thì cũng không nên góp ý trong cái lúc mà men rượu hoặc là những chất kích thích đang có ở lúc đỉnh cao trong con người. Hãy bình tĩnh, bởi vì lúc đấy nếu mà giải quyết hay có khuyên giải ấy, thì rất dễ người ta gọi một câu là đổ thêm dầu vào lửa. Cho nên hãy đợi đến lúc mà người bố hoặc là người con ấy trở lại cái trạng thái bình thường, thì bằng cái sự chân tình, bằng cái sự thực sự là có trách nhiệm của một người vợ trong người mẹ trong gia đình, thì lúc đấy mới nhỏ to tâm sự, mới cùng với bố mẹ để nói rằng là chúng ta đang thực hiện cái việc mà tạo ra những cái hậu quả rất là khó lường ở phía sau. Người mẹ thì nên dạy con từ chối rượu như thế nào khi mà bị bố hoặc là người thân ép uống rượu ạ? Khi mà bố đang trong cơn ngà ngà say, hoặc là có cái hành khó kiểm soát, và bố thường là muốn yêu cầu con, hoặc là thậm chí có thể là ép con để con uống rượu, thì lúc này chúng ta thấy là cái cách tốt nhất là để mà con không uống rượu ấy, thì đương nhiên là cái những người như là người mẹ hoặc là người ông người bà nếu tham gia một cái bữa tiệc như vậy thì sẽ phải có một thái độ dứt khoát hơn, để mà có thể là không gây cái phản ứng mạnh đối với người cha ấy, nhưng có thể là sẽ có những cái tác động trực tiếp đối với người con. Ví dụ như là có thể là ngay lập tức đưa con ra khỏi bữa tiệc, hoặc là đưa con ra bên ngoài để mà có một cái việc gì như ta gọi là tìm cớ để đưa con ra ngoài, hoặc là có thể là sai con một cái việc gì đó để rời khỏi bữa tiệc đó. Đấy là cách gọi là giải quyết tức thời. Còn về cơ bản tôi vẫn nghĩ là cái chuyện là cho con hiểu biết một cái quá trình bền vững, một cái quy trình nó mang chất là dài hơi thì sẽ tốt hơn.